bình vôi. Vị thuốc nam thuộc nhóm thuốc thanh nhiệt giải độc, có công dụng ngăn ngừa bệnh lý tiêu hóa, hỗ trợ điều trị xơ gan cổ trướng. 1. Biểu hiện của bệnh xơ gan. Thời kỳ đầu, xơ gan thường không có triệu chứng. Về sau, tùy thuộc từng mức độ, có các biểu hiện của hội chứng suy tế bào gan, hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Người bệnh mệt mỏi, chán ăn, vàng da, sạm da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, phù, cổ trướng, suy giảm chức năng tình dục. Ngoài ra, gan có chức năng miễn dịch và lọc thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Khi gan bị xơ hóa, không thực hiện được chức năng này, khiến cơ thể rất dễ bị nhiễm trùng, nhiễm bệnh, viêm phổi, nhiễm trùng máu. Xơ gan nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời dẫn tới xơ gan cổ trướng. Đây là giai đoạn gan bị tổn thương nặng nề. Lúc này chức năng trao đổi chất, chức năng lọc máu, tiêu hóa, bài tiết mật của gan kém đi, sức đề kháng của người bệnh giảm đi. Người bệnh dễ mắc các bệnh về đường ruột, tiết niệu, hô hấp và ống mật. Xơ gan cổ trướng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cơ thể như xuất huyết tiêu hóa, đặc biệt là làm giãn tĩnh mạch thực quản và tĩnh mạch phình dạ dày. Nếu không xử trí kịp thời sẽ rất nguy hiểm. 2. Đặc điểm của cây bình vôi. Cây bình vôi là một loại dây leo, phần dưới thân phát triển thành củ to bám vào núi đá, có củ rất to, nặng tới hơn 20 kg. Da thân củ màu nâu đen, xù xì giống như hòn đá. Hình dáng thay đổi tùy theo nơi củ phát triển. Nếu mọc ở đất thì củ nhỏ hơn, thường gọi là củ gà ấp. Từ thân củ mọc lên những thân màu xanh, nhỏ, mềm. Lá mọc so le, hình bầu dục hay hình tim hoặc tròn, đường kính 8-9 cm, cuống lá dài từ 5-8 cm, hoa nhỏ mọc thành tán. Hoa cái có cuống tán ngắn, còn hoa đực có cuống tán dài. Quả chín hình cầu màu đỏ, tươi, trong chứa một hạt hình móng ngựa. Cây bình vôi thường ưa mọc ở những vùng có núi đá, tại các tỉnh Hà Tây, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Nam Hà, Ninh Bình, Hải Phòng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Để làm thuốc, củ bình vôi thu hái vào mùa hè thu, bỏ các rễ con, rửa sạch đất, cạo bỏ vỏ đen, thái phiến phơi khô, ngâm rượu hoặc phối hợp với một số vị thuốc khác sắc uống. 3. Công dụng của củ bình vôi. Theo nghiên cứu của y học cổ truyền, củ bình vôi vị đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hành khí lợi thủy, thường dùng trị viêm họng, ho ra máu, chảy máu cam, xuất huyết, nhiệt độc ung thũng và tràng nhạc. Kinh nghiệm dân gian thường dùng củ bình vôi sắc uống hoặc ngâm rượu chữa mất ngủ, liều dùng từ 10 đến 15 gram. Các bài thuốc nam từ củ bình vôi có công dụng hỗ trợ điều trị viêm gan, viêm dạ dày, viêm khí phế quản, suy nhược thần kinh. Theo củ bình vôi có tác dụng an thần, gây ngủ và chống co giật. Điều trị có kết quả một số trường hợp cao huyết áp, đau tim, mất ngủ, hen, đau bụng, lị amip. 4. Bài thuốc hỗ trợ điều trị xơ gan cổ trướng. Các thương tổn trong xơ gan thường không thể hồi phục được, nhưng hoàn toàn có thể làm chậm hoặc ngăn ngừa các thương tổn gan bằng việc điều trị tích cực và phù hợp. Dùng một trong số bài thuốc sau. Bài 1. Bình vôi 10g, sao, bạch hoa xà thiệt thảo 30g, trinh nữ hoàng cung 30g, sắc nước uống. Bài 2. Bình vôi 10g, sao, bạch hoa xà thiệt thảo 30g, đan sâm 30g, kim tiền thảo 30g, sa tiền tử 15g, sắc nước uống. Bài 3. Bình vôi 10g, diệp hạ châu đắng 30g, sắc nước uống. 5. Một số bài thuốc nam trị bệnh từ củ bình vôi. Trị mất ngủ do suy nhược thần kinh, bình vôi 12g, lạc tiên 12g, bông nem 12g, liên tâm 6g, cam thảo 6g, sắc uống ngày 1 thang. Chữa bệnh đường tiêu hóa, viêm dạ dày, bình vôi, dạ cẩm, khổ sâm, sa tiền tử, mỗi vị 12g, sắc uống ngày 1 thang. Trị bệnh đường hô hấp, đau họng, viêm phế quản, bình vôi, huyền sâm, cất cánh, mỗi vị 12g, trần bì 10g, sắc uống ngày 1 thang. Trị bệnh động kinh, thần kinh căng thẳng, bình vôi, câu đằng, thiên ma, viễn trí, mỗi vị 12g, sắc uống ngày 1 thang. Với những thông tin của báo Sức khỏe và Đời sống, mong rằng quý vị và các bạn có thể tự tìm cho mình được những tư vấn hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chuyên mục Khỏe đẹp. Quý vị đừng quên theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế.